không hiểu được lớp trẻ bây giờ nó sống thế nào. Ngày xưa mà phụ nữ ấy, mà chưa cưới xin gì mà bụng đã ấy như thế này rồi ấy thì cấm có vác mặt ra đường nhá, thậm chí còn bị cạo đầu bôi vôi cơ, hay là buộc cối đá vào người rồi thả trôi sông. Này bây giờ có con dài nó đến nó cưới xin đàng hoàng, nó hỏi hiếc đàng hoàng thì lại từ chối, chả hiểu thế nào cả. Bố ơi, bây giờ thời đại tân tiến rồi, bố chưa nghe chuyện là mẹ đơn thân à? Mà thậm chí là single mom double kid cơ. Cái gì? Cái gì mom, cái gì kid? Mày chửi tao đấy à? Khổ quá. Tức nghĩa là làm mẹ đơn thân của tận hai đứa trẻ cơ. Ôi giời ơi, làm loại đàn ông như mày không biết nhục hả? À, để cho đàn bà con gái nó chơi chán đi, rồi nó rũ váy rồi nó bỏ đi. Ôi, ngượng chưa? Ôi giời ơi. Này, hay nó chê mày nghèo, mày chỉ là thằng bán phở thôi, nó không thèm hả? Con vẫn có niềm tin tuyệt đối là trên đời này vẫn có người không xính dầu như bố đâu bố ạ. Trời ơi, mày là còn đay nghiến cả bố mày nữa đấy. Kiểu gì thì kiểu, vẫn phải đưa hai mẹ con nó về đây nói chuyện với tao đàng hoàng. Tôi còn nhận con nhận cháu chứ không phải là chuyện đùa. Này, tôi nói cho anh biết nhé, anh muốn làm thế nào thì làm nhé, đừng để tôi xấu hổ với bà con làng xóm ở dưới quê, rồi quê người ta lại bảo tôi là mày còn gắt với tao á? Hả? Nói tóm lại, bây giờ hai đứa chúng mày có giải quyết được việc này không? Bố buồn cười thật đấy. Bố không thấy là con với cả anh Vũ đã nói hết nước hết cái rồi mà Minh không về à? Gì đấy? Khổ quá, con đau đầu lắm chứ. Trời ơi, thôi được rồi, các anh không giải quyết được thì để tôi giải quyết. Bố ơi, còn xịn bổ đấy, bố định làm cái gì? Bỏ ra. Bố ơi, bỏ ra. Về còn làm cho bố quyền sổ tiết kiệm nữa. Tao không cần tiết kiệm tiết kiệm gì cả. Bố. À đây rồi. À, điện thoại con làm sao đấy? Hả? Bảo thằng Hào liên lạc với con, tại sao không thể liên lạc được? Chính vì vậy hôm nay bác phải sang đây nói chuyện với con. Bố, đằng nào con cũng có bầu rồi. Ôi. Mình ra ngoài kia nói chuyện được không ạ? Thôi, thôi thôi thôi. Con ngồi đây, con ngồi đây. Con ngồi xuống đây. Con ngồi xuống đây. Dạ, con. Ngồi xuống đây. Con Mây, cho bác mượn cái ghế. Nhanh, nhanh. Vâng, vâng, vâng. Cháu mời bác. Này. Thế này nhá, là con hãy đồng ý lấy thằng Hào làm chồng, con làm con dâu của nhà bác đi. Vừa rồi bác không hài lòng với cách giải quyết của con với thằng Hào. Bác không hiểu là phụ nữ bây giờ hiện đại suy nghĩ như thế nào, chứ đẻ con một mình rồi tự nuôi con một mình như thế vất vả lắm. Ừ, thì nó là con của con, nhưng cũng là giọt máu của gia đình nhà bác. Bác phải có trách nhiệm. Có thể là con chê thằng Hào nghèo, nhưng mà con cứ đẻ con đi. À, bác có trách nhiệm, bác nuôi, gia đình bác sẽ nuôi. Bây giờ thì có thể là con chưa đồng ý, thì con cứ suy nghĩ tiếp. Bác có rất nhiều thời gian, mai bác lại đến. Thế nhé. Chị Minh, chị đồng ý đi, bố chồng tốt như thế, đúng không? Thật đấy, phải em cũng lấy. Ờ, chị đồng ý đi. Hạnh phúc được. Dạ. Được rồi.